Thưa quý vị, cùng với các địa phương khác trong cả nước, huyện Hòa Vang đã chỉ đạo sát sao công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Do thành phố Đà Nẵng thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị theo nghị quyết 119 của Quốc hội, nên huyện Hòa Vang là địa phương duy nhất của thành phố thực hiện bầu cử 4 cấp. Chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, huyện ủy đã thành lập ban chỉ đạo bầu cử. Ủy ban Nhân dân huyện đã thành lập ủy ban bầu cử, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên và ban hành các văn bản chỉ đạo bầu cử tới 11 xã, thành lập các tiểu ban tuyên truyền an ninh và trật tự xã hội tổ chức việc. Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện đã ban hành nghị quyết số 133 về dự kiến số lượng cơ cấu thành phần đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Hòa Vang khóa 11, nhiệm kỳ 2021-2026. Tương tự, Ban Thường trực Hội đồng Nhân dân 11 xã đã ban hành nghị quyết về dự kiến số lượng cơ cấu thành phần đại biểu Hội đồng Nhân dân xã, nhiệm kỳ 2021-2026. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và 11 xã đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận thống nhất về cơ cấu thành phần số lượng người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện, Hội đồng Nhân dân xã, nhiệm kỳ 2021-2026. Chúng tôi xác định rằng là cái việc mà chuẩn bị cho công tác bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân cấp, đây là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của năm 2021. Và đặc biệt hơn nữa là qua cái bầu cử lần này là phát huy cái vai trò của người dân, quyền làm chủ của người dân đang tham gia giới thiệu ứng cử và bầu cử các đại biểu có uy tín, có năng lực để đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ này. Chính vì vậy mà sau khi mà tiếp thu cái chủ trương triển khai chỉ thị 46 cũng như tất cả những cái văn bản hướng dẫn thì chúng tôi đã tổ chức quán triệt cho tất cả cán bộ chủ chốt trên toàn hệ thống chính trị cũng như là cán bộ đảng viên và nhân dân. Huyện đã thành lập ra ban chỉ đạo và đặc biệt là chỉ đạo tất cả 11 xã đều thành lập cái ban chỉ đạo. Ban chỉ đạo bầu cử huyện đã chỉ đạo các tiểu ban xây dựng kế hoạch thực hiện, đồng thời xác định phải đảm bảo tuyệt đối an toàn về an ninh trật tự, giải quyết dứt điểm và đúng luật khi có đơn thư khiếu nại tố cáo đối với nhân sự liên quan đến công tác bầu cử. Phấn đấu là mỗi người dân tham gia thực hiện cái quyền làm chủ của mình. Và cái cuối cùng là làm sao đó chúng ta bào ra các vị đại biểu đồng dân từ huyện đến xã đủ số lượng đảm bảo cơ cáo và tất cả các vị đại biểu là có năng lực, có uy tín để làm sao đó hoàn thành cái nhiệm vụ và đặc biệt là nhân dân và cử tri gửi gắm vào đại biểu và hoàn thành tốt cái nhiệm vụ trong cái nhiệm kỳ mới này. Tại xã Hòa Phong, trong những ngày qua, tại các thôn đã tiến hành hội nghị cử tri để lấy ý kiến giới thiệu người ứng cử Hội đồng Nhân dân xã. Ủy ban bầu cử xã ban hành nghị quyết thành lập 10 đơn vị bầu cử trên địa bàn. Hiện tại các thôn đang tiến hành việc ra soát nắm danh sách cử tri. Xã phấn đấu hoàn thành việc lập danh sách cử tri trước ngày 10 tháng 3. Đối với công tác tuyên truyền thì thông qua các hệ thống truyền thanh của xã, một cái thuận lợi đối với xã hiện nay thì tất cả các thôn đều có cái hệ thống loa vô tuyến. Chính vì vậy thì trong các cái chuyên mục của truyền thanh của xã thì chúng tôi đều có phát lồng ghép vào cái công tác tuyên truyền, nội dung tuyên truyền về công tác bầu cử Quốc hội cũng như là bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Đấy. Sự vào cuộc khẩn trương, nghiêm túc của cả hệ thống chính trị huyện Hòa Vang hướng đến mục đích để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.